bộ phim Big Mouth đã đi được nửa chặng đường, giờ đây đã đến lúc từng bí mật lần lượt được hé mở. Bí mật đầu tiên chính là danh tính kẻ chủ mưu đã sát hại bác sĩ Shell, đồng thời một vài bí mật khác liên quan đến Big Mouth và Anna Forum cũng được tiết lộ. Sau khi xuất hiện công khai trên sóng livestream ở tập trước, Chan Ho nói về phiên tòa xét xử ba VIP và đoán đúng hết diễn biến dù anh không có mặt ở đó. Như đã tính toán trước, các VIP được phán vô tội vì thiếu chứng cứ. Cùng lúc đó, Vong Ji-hoon đến quán cà phê gặp Chan Hae-jin để trao đổi đơn ly hôn với USB của bác sĩ Seo, nhưng USB Hae-jin đưa hắn là giả. Ngoài ra, Hae-jin còn hợp tác với vợ chồng Chan Ho, gắn máy quay lén cuộc gặp của cả hai. Ji-hoon không biết điều đó nên đã vô tình nói hết chuyện ba VIP là hung thủ giết người. Ở tòa án, một chiếc xe tải gắn màn hình LED dừng trước các phóng viên, trên màn hình phát cuộc gặp của Ji-hoon và Hae-jin. Trong lúc bọn chúng đang hoang mang, Chan Ho xuất hiện và vạch trần việc công tố viên thông đồng với tội phạm. Chan Ho sau đó đã bị bắt trở lại nhà giam. Tuy vậy, nỗ lực của anh đã được đền đáp khi tòa án quyết định sẽ lật lại vụ án của ba VIP, nhưng lần này họ sẽ giao cho một đội công tố khác để tránh tình trạng thông đồng giúp trốn tội. Ji-hoon đến gặp Chan Ho trong nhà giam. Hắn nói người đứng sau vụ giết bác sĩ Seo không phải hắn và bảo Chan Ho hãy tự tìm hiểu. Sau đó thông qua hồi tưởng của thị trưởng, chúng ta biết được rằng chính anh ta là người đã liên lạc yêu cầu giết bác sĩ Seo. Anh cũng là người đang giữ video hộp đen, USB luận văn và số vàng mà Gong Ji-hoon đang tìm kiếm. Ngoài ra vụ tai nạn của Chan Ho cũng là do hắn đứng sau thao túng. Ở bệnh viện, chuyện Mi-ho lén lấy máu bệnh nhân đi xét nghiệm đã bị Hoon Joo-hee phát hiện. Kết quả xét nghiệm lại không có gì bất thường. Joo-hee chỉ trích Mi-ho không có tư cách làm nhân viên y tế và yêu cầu cô phải thôi việc. Chan Ho liên lạc với Big Mouth, yêu cầu hắn hãy lộ diện, nếu không anh sẽ không giúp hắn nữa. Theo như đã hẹn đúng 8 giờ, Chan Ho ở nhà nguyện để chờ gặp Big Mouth, người xuất hiện trước mắt anh, bất ngờ thay lại là giám đốc nhà giam Park Yoon Gap. Ông ta có hình xăm Big Mouth, thế nhưng khi Chan Ho đưa một thẻ tarot ra trước mặt thì ông ta lại không hiểu, chứng tỏ ông ta cũng chỉ là tay sai chứ không phải là tên trùm thật sự. Sau khi thôi việc ở bệnh viện Gujeon, Mi-ho quyết định chuyển đến nhà giam nơi Chan Ho đang thụ án. Lúc này một tên tử tù gần như phát điên và trở nên rất bạo lực. Sau khi bị khống chế, hắn ta đột ngột tắt thở. May thay, Mi-ho đã cứu sống hắn và được nhận vào làm chính thức tại nhà giam. Sau khi đưa hắn đến bệnh viện, nhân lúc không ai để ý, Mi-ho đã lén lấy máu, sau đó giao cho một người bí ẩn để mang đi xét nghiệm. Chan Ho được gọi đến gặp công tố để phỏng vấn. Trước đó, anh đã ghi âm việc giám đốc bắt nhận mình là Big Mouth. Ở phòng thẩm vấn, anh ta đưa file ghi âm cho thị trưởng chơi Doha, nhờ thị trưởng bảo vệ file ghi âm ấy, đồng thời yêu cầu công tố điều tra giám đốc bắt và giữ bí mật về chuyện anh là người tố giác. Biết được Mi-ho đã chuyển đến làm việc tại nhà giam, Chan Ho tức giận đến yêu cầu được gặp vợ. Nhưng giám đốc yêu cầu anh hãy trao đổi thông tin trước. Cũng thông qua lần trao đổi thông tin này, ta biết được lý do Big Mouth cố chấp với luận văn của bác sĩ Seo là vì một người hắn ta quý trọng đã qua đời vì luận văn đó. Đồng thời, ta cũng biết được nội dung luận văn có liên quan đến kết quả xét nghiệm máu của các tù nhân và bệnh nhân mà bệnh viện Gujeon dùng làm thí nghiệm. Sau đó, phía công tố đến điều tra và bắt giam giám đốc Park, còn tên giám mục Kang So-jun được bổ nhiệm lên làm giám đốc thay thế. Ở bên ngoài nhà giam, Hoon Joo-hee bị hại uống phải cà phê có chứa ma túy, khiến cô gặp tai nạn giao thông đúng như cách mà Chan Ho từng bị hại trước đó. Chan Ho đến gặp Mi-ho khi cô đã tan làm. Hóa ra cả hai đều đã biết chơi Doha là kẻ xấu đứng sau tất cả từ sau khi Gong Ji-hoon nói chủ mưu không phải ông ta. Những sự kiện diễn ra sau khi phát hiện sự thật đều là kế hoạch của vợ chồng Chan Ho. Họ giả vờ tin tưởng Doha để có thể âm thầm điều tra và lật mặt hắn. Đồng thời họ cũng lên kế hoạch để tìm ra và lật tẩy Big Mouth thật sự. Qua tập 9, chúng ta có thể khẳng định rằng chơi Doha không tốt như chúng ta vẫn tưởng từ đầu phim cho đến nay. Tuy nhiên cũng không thể kết luận chơi Doha chính là Big Mouth, bởi chúng ta chỉ mới thấy được hắn cất dấu vàng của Anna Forum. Bên cạnh đó, phim mới chỉ đi được nửa chặng đường mà đã tiết lộ thân phận thật của tên trùm thì có vẻ vẫn còn quá sớm. Thông qua các đoạn hội thoại của ba VIP, có thể thấy rằng Hoon Joo-hee hoàn toàn không biết việc y tá trưởng và Anna Forum đang thí nghiệm thuốc. Các VIP còn nói cô chưa bao giờ nhúng tay vào các việc xấu và cô cũng không biết những việc xấu mà thị trưởng đã làm. Chúng ta cũng được thấy một khía cạnh mới trong quá khứ của chơi Doha. Có vẻ như khi còn làm việc dưới trướng ngài chủ tịch, ông của Doha đã từng làm trái lệnh dẫn tới bị thủ tiêu. Đoán rằng để thâm nhập vào Anna Forum và trả thù, chơi Doha cũng đã phải thay đổi danh tính để không ai phát hiện ra thân thế thật sự của mình. Có thể ban đầu hắn tiếp cận Joo-hee vì để trả thù, nhưng dường như hắn đã thật sự nảy sinh tình cảm với cô. Bằng chứng là khi biết cô gặp tai nạn, hắn đã có biểu cảm rất lo lắng và vội vàng rời khỏi nhà giam để đến tìm vợ. Cuộc hôn nhân của cả hai liệu có tan vỡ sau khi mọi bí mật bị bại lộ hay không? Trong tập 10, một tên VIP có nói, người nhìn thấy Chan Hae-jin vẫn còn ở Hàn Quốc. Đây chắc chắn không phải một câu thoại ngẫu nhiên. Ở tập 9, Mi-ho nói với thị trưởng rằng Hae-jin đã hạ cánh an toàn ở nước ngoài. Nhưng qua thái độ của Mi-ho, có thể đoán được đây lại là một cú lừa cô dành cho thị trưởng, để hắn không còn nghi ngờ mà gây khó dễ cho vợ chồng cô lẫn Hae-jin. Bên cạnh đó, việc vợ chồng Chan Ho biết nội dung luận văn dù chưa được chạm đến USB đó bao giờ chắc chắn là nhờ Hae-jin tiết lộ. Về việc những chú chim mà Chan Ho nhìn thấy trên đường,
Big Mouth không phải là một bộ phim giả tưởng, siêu nhiên hay kinh dị, không có chuyện những chú chim tụ lại đen một vòng trời rồi cùng lao xuống biển tử vong, chỉ đơn giản là một điểm xấu. Việc này chắc hẳn có liên quan đến việc bệnh viện Gujon thử nghiệm thuốc. Dù hiện tại vẫn chưa có nhiều dữ liệu để truy ra danh tính thật sự của Big Mouth, nhưng rất có khả năng đó là ông No Park. Trước đây chúng ta đều thấy lạ là vì sao giám đốc nhà giam luôn đối xử với ông rất tốt. Qua tập này mọi chuyện càng đáng ngờ hơn khi ta biết rằng giám đốc Park là tay sai của Big Mouth. Nếu No Park là Big Mouth thật thì hiển nhiên giám đốc Park sẽ không thể làm gì, dù ông ta có hành động thế nào đi chăng nữa. Thêm vào đó ở tập 4 ta còn thấy ông ta thì thầm gì đó với giám đốc Park, phải chăng đây chính là hành động ra mệnh lệnh? Giám đốc Park có nói một người mà Big Mouth rất quý trọng đã chết vì luận văn. Ở tập 3, No Park đã tìm đến Giang Ho và nói rằng con gái ông đã mất tích. Ông muốn nhờ anh tìm giúp con gái. Phải chăng người quan trọng ấy chính là người con gái này? Một điều đáng ngờ hơn nữa về No Park chính là cho đến nay, ông ta là người duy nhất biết về bói toán, cũng là người giúp Giang Ho giải nghĩa bài Tarot. Ngoài ra, việc ông xếp hàng lấy thuốc ở hàng dành cho tù nhân thường cũng có thể không đơn giản vì hàng này ngắn hơn như ông nói, mà vì ông muốn điều tra sự khác biệt của hai loại thuốc. Rating tập 9 của phim đã tăng trở lại với con số 11,5%, nhưng rating tập 10 lại giảm xuống 10%. Việc rating giảm có khả năng cao là vì thứ bảy và chủ nhật này, bộ phim ăn khách hoàn hồn đã lên sóng 2 tập cuối cùng. Review tập 11 cho thấy những diễn biến còn điên rồ hơn nữa khi các tù nhân đồng loạt nổi dậy, đánh chiếm nhà giam. Đón xem bộ phim Big Mouth vào tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần để cùng vợ chồng Trang Hô lật tẩy các âm mưu xấu xa nhé. Nhấn nút like, share và subscribe kênh Trạm Phim Châu Á để cập nhật thêm thông tin nhé mọi người.